nhằm nâng cao khả năng trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng về quốc phòng an ninh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Các xã Yên Từ, Yên Nhân, Yên Phong và Yên Hưng, huyện Yên Mô đã đồng loạt tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Theo đó, với các tình huống giả định được đưa ra, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được chia làm 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, phòng tránh đánh địch tiến công bằng hỏa lực, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, giao nhiệm vụ hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Các thành phần tham gia diễn tập đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung, tình huống, chiến thuật của lực lượng vũ trang xã. Phần xử lý các tình huống gắn với thực tế ở địa phương, đối với từng vị trí vai diễn đã thể hiện tốt khả năng, phương pháp điều hành linh hoạt và khoa học. Cuộc diễn tập là dịp để đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp thực hiện của các cơ quan quân sự, công an, mặt trận, đoàn thể khi có tình huống xảy ra, đồng thời giúp các xã tiếp tục bổ sung hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.